Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm đi vào hoạt động, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền giấy đất của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố đã tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc. Nhờ sự điều hành tập trung, thống nhất nên công tác này đã có chuyển biến tích cực, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ khi thành lập cho đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lợi từng bước đã tháo gỡ được khó khăn vướng mắc và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân được kịp thời, nhanh chóng. Với nhiều giải pháp như tiếp tục tăng cường chỉ đạo của lãnh đạo về công tác cấp giấy chứng nhận, không để hồ sơ chậm trễ, tồn động làm cho nhân dân bức xúc. Đồng thời đơn vị đã triển khai thực hiện ứng dụng các phần mềm trong cấp giấy chứng nhận, giúp công tác quản lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác. Nhận thức được vai trò tầm quan trọng trong công tác cấp giấy chứng nhận, cán bộ chi nhánh đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lợi đã nỗ lực phấn đấu trong công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị với số lượng giải quyết hồ sơ kịp thời đạt trên 90% thời gian và không có hồ sơ tồn động, tạo sự thuận tiện cho người dân khi đến liên hệ làm việc. Tôi cũng thường xuyên đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện Vĩnh Lợi để mà giao dịch. Thì theo tôi nhận xét là về cái khâu tiếp công dân thì đa số cán bộ ở văn phòng là rất là niềm nở, ân cần, lịch sự đối với dân. Còn về trong công việc thì về hồ sơ thì cán bộ kiểm tra rất là chặt và coi cái chỗ nào sai, nếu sai thì hướng dẫn tận tình cho bà con về xã phường để đính chính lại và chỉ bổ sung một lần là hoàn chỉnh hồ sơ là văn phòng đã tiếp nhận. Rồi sau khi tiếp nhận thì văn phòng cũng có ra giới hạn. Thì nói chung là giới hạn thì tôi đã đến nhiều lần, nhưng giới hạn thì đa số là khi đến hẹn là đã hoàn tất hồ sơ chứ không có trễ. Về cái phòng mình nộp hồ sơ làm cái thủ tục hành chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, thì khi cán bộ đây tiếp nhận hồ sơ thì đã kiểm tra thủ tục mình đủ thì bên nhân viên tiếp nhận hồ sơ mình, rồi mình bên nhân viên ra giới hạn, rồi sau đó tới hẹn thì hẹn với người làm giấy là lại lấy giấy. Về thái độ phục vụ của nhân viên ở đây phải nói là cái chỉ số phục vụ ở đây rất là tốt. Thì theo tôi đánh giá thì cái chỉ số phục vụ nhân viên ở đây rất là ân cần và nhiệt tình. Để khắc phục khó khăn, phục vụ tốt nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lợi đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện cũng cái quán triệt cho cán bộ văn phòng, viên chức của văn phòng là phải khi tiếp nhận hồ sơ phải xem kỹ, rồi quá trình thẩm tra là phải giải quyết sớm, gấp cho để mà giải quyết hồ sơ cho bà con đúng theo cái thời gian mà thủ tục hành chính quy định, giao cho cái sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin vào cái việc luân chuyển hồ sơ, chẳng hạn như là phần mềm OMS hay là cái phần mềm tiếp nhận hồ sơ để mà khi mà người dân đến nộp thì có cái phiếu hẹn trên đó, mà tới cái thời gian đó mà chưa có kết quả thì phần mềm sẽ tự động nhắn tin vào cái số điện thoại mà ghi trên phiếu hẹn để cho bà con biết đến nhận. Thì cái khó khăn của chi nhánh hiện nay là về cái phòng làm việc. Thì phòng làm việc của chi nhánh thì chỉ có 2 phòng khoảng 40 m², thì trên cái 10 cái viên chức của chi nhánh thì không thể đáp ứng được cái chỗ nơi làm việc cho cán bộ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai về cái khó khăn nữa là cái kho bãi, cái lưu trữ, thì cái kho lưu trữ của chi nhánh nó không cùng với cái nơi làm việc, nó cách cái chỗ nơi làm việc khoảng gần 3 km ở trung tâm hành chính huyện cũ. Thì như vậy khi quá trình sao lục hồ sơ cấp giấy chứng nhận để phục vụ cho công tác giải quyết tranh chấp đất đai hay là phục vụ cho tổ chức hay cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin đất đai thì nó từng lúc nó chưa kịp thời. Thì để cho cái công việc này sắp tới nó tốt hơn thì sẽ chi nhánh kiến nghị coi như là sở cùng với ủy ban nhân huyện sớm bố trí cái chỗ nơi làm việc cho chi nhánh nó rộng rãi hơn, thoáng mát hơn để cho cán bộ thoải mái trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho bà con. Lúc đầu khi mới đi vào hoạt động, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phước Long gặp rất nhiều khó khăn.
số lượng hồ sơ đăng ký đất đai của tổ chức, hộ dân, cá nhân tồn đọng khá lớn, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, nhờ vào sự quyết tâm cao của huyện và sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian quy định. Hơn nữa, việc ra mắt Trung tâm Hành chính công của Phước Long còn góp phần rất lớn trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Tôi ơi lại cho phòng chi nhánh phòng đất đai này làm giấy tờ hoài à. Trước kia thì thủ tục nó cũng hơi gồm ghề, cũng như người dân nhận người biết người không đó, cũng như mà mấy năm về đây thì thấy như là nhân viên phòng tài nguyên môi trường nè với giám đốc phóng đốc rồi cũng tận tình giúp đỡ làm nhanh lẹ rồi cái nọ, tôi thấy với bà con đây người ta cũng an tâm, người ta nói vui vẻ là để về bây giờ chỉ về dẫn nó dễ dãi hơn ngày xưa, hoặc là ký giấy mà chuyện mà vay vốn rồi đó cũng nhanh gọn, sáng đi là chiều có vậy đó. Tôi là người dân ở xã Phước Long, cũng thường xuyên lên trong phòng đăng ký đai của huyện Phước Long để làm giấy. Nói chung là tóm lại thì cán bộ từ nhân viên tới ban giám đốc của chi nhánh phòng đăng ký là tiếp đón rất nồng nhiệt, chỉ dẫn rất tận tình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, không có để người dân đi tới lui nhiều lần. Tính từ đầu năm đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phước Long đã tiếp nhận trên 6.900 hồ sơ các loại. Đến nay đã hoàn thành trên 99,5% hồ sơ đúng hạn và trước hạn. Số còn lại đang tiếp tục xử lý, không có hồ sơ tồn động. Đối với hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định giải quyết trong 3 ngày, nay chi nhánh đã giải quyết chỉ trong 1 ngày làm việc, nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm tiếp cận nguồn vốn để phục vụ sản xuất. Là sở cũng đã triển khai cài đặt một cái số phần mềm công nghệ tiên tiến người trong cái công tác quản lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó nó mang lại cái hiệu quả rất cao trong công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn của huyện. Là sở cũng đã ủy quyền cho văn phòng đăng ký tỉnh là ký một số cái thủ tục để nhằm giảm bớt cái các khâu kiểm tra hồ sơ. Trong đó có thủ tục là quỹ giấy chứng nhận, quỹ cái trang bổ sung giấy chứng nhận bị mất là nhằm rút ngắn được cái thời gian giải quyết hồ sơ. Thì bên cạnh đó là cũng với sự phối hợp là chặt chẽ giữa của phòng tài nguyên môi trường, các ngành chức năng của huyện, các xã thị trấn đã tạo điều kiện cho chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Phước Long được thực hiện tốt hơn. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Phước Long có một số kiến nghị như sau. Là một là kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường sớm bố trí kinh phí rồi nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc cho chi nhánh. Vì cái hiện nay là các nền thấp là thường xuyên bị mưa ngập. Cái thứ hai á là chi nhánh là văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh là sớm trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền đất trên địa bàn của huyện. Là chi cục quản lý đất đai, văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh là tiếp tục duy trì cái trao đổi thường xuyên cái chuyên môn nghiệp vụ nhằm để tháo gỡ cái khó khăn. Vì hàng năm là tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức của các chi nhánh. Trong thời gian qua thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã đạt được nhiều kết quả tốt. Về việc thủ tục hành chính cũng như được thống nhất từ tỉnh cho tới địa phương, rồi đúng theo quy định và thời gian thực hiện hợp lý, đồng thời tạo sự đồng tình cao, thống nhất cao của bà con, của nhân dân. Rồi về công tác phối hợp thì của các ngành huyện với chi nhánh văn phòng đăng ký về thủ tục cấp giấy chứng nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo được kết hợp chặt chẽ, phối hợp giữa các ngành tốt, tạo cũng như điều kiện thuận lợi để cho các cơ quan mà có cung cấp thông tin về xử lý giải quyết các trường hợp về đất đai đó. Để sau này công tác được cấp giấy chứng nhận được tốt hơn thì cũng đề nghị văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đăng cấp tỉnh thường xuyên phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận. Hai thì đề xuất cũng Sở Tài nguyên thường mở các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ rồi nhân viên phòng tài nguyên chi nhánh văn phòng đăng ký và cán bộ địa chính xã thị trấn. Theo báo cáo của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu,
Trong năm 2017 và 5 tháng của năm 2018, đơn vị đã tiếp nhận trên 74.000 hồ sơ các loại, đã xử lý hoàn thành 72.900 hồ sơ, đạt 98% số lượng hồ sơ tiếp nhận. Số lượng hồ sơ còn lại đang trong thời gian xử lý. Một trong những giải pháp được ngành đưa ra là thường xuyên tổ chức, hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ gắn với trách nhiệm của từng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng tồn động hồ sơ, không đúng thời gian quy định để xử lý theo quy định. Qua đó giải quyết kịp thời nhu cầu giao dịch về đất đai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và xử lý có hiệu quả các hồ sơ tồn động. Về trụ sở làm việc của văn phòng đăng ký đất đai hiện nay là còn tạm bợ. Rồi trụ sở làm việc của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai một vài huyện thì chật hẹp và chưa đảm bảo cái diện tích để làm việc. Thứ hai đó là về kho lưu trữ hiện nay là còn tạm bợ, là không có đảm bảo để cho công tác lưu trữ hồ sơ địa chính cũng như là hồ sơ và cấp giấy chứng nhận. Thì theo quy định thì hồ sơ địa chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận là lưu trữ là không có thời hạn. Cái khó khăn thứ ba đó là về trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ viên chức người lao động trong đơn vị là không đồng đều, kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết hồ sơ là còn hạn chế, do đó nó ảnh hưởng đến cái phần nào đến cái tiến độ mà giải quyết cái hồ sơ trong lĩnh vực. Cái thứ tư nữa là trang thiết bị của văn phòng đăng ký đất đai thì cũ kỹ, thường xuyên hư hỏng phải sửa chữa, do đó nó ảnh hưởng đến cái năng suất trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ. Còn về hướng tới thì ban lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai là tiếp tục củng cố nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ, là đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ đầu vào là có chất lượng, tránh tình trạng là sau khi tiếp nhận phải trả đi trả lại để bổ sung nhiều lần, nó làm gây phiền hà cho nhân dân. Cái thứ ba đó là tiếp tục phối hợp với cái phòng tài nguyên môi trường các huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là trong cái công tác và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Cái vấn đề thứ tư nữa là phối hợp với phòng tài nguyên môi trường là thường xuyên tổ chức các cái buổi là trao đổi về nghiệp vụ giữa cán bộ viên chức người lao động văn phòng đăng ký đất đai và cán bộ địa chính các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhằm nó phát hiện và xử lý kịp thời những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vấn đề thứ năm đó là tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng tin học trong cái công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, là nhằm để là tiết kiệm thời gian, công sức, tiết kiệm về con người và quản lý chặt chẽ về công tác chuyên môn. Còn về kiến nghị thì kiến nghị với chỗ sở lãnh đạo sở tài nguyên môi trường cũng như là lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh xem xét bố trí cái trụ sở làm việc cho văn phòng đăng ký đất đai để đảm bảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ hai đó cũng kiến nghị lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh sớm xem xét bố trí kinh phí để mua sắm tài sản, công cụ để phục vụ cho công tác chuyên môn cũng như là trong công tác lưu trữ hồ sơ trong thời gian tới. Từ khi văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập, việc thống nhất một đầu mối chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý về đất đai đã giải quyết được nhiều vướng mắc tồn tại của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trước đây. Mọi hoạt động có sự quản lý điều hành tập trung, thống nhất, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, các địa phương đều thành lập trung tâm hành chính công và bố trí cán bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục liên quan đến giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ làm việc. Để hệ thống văn phòng đăng ký đất đai phát huy hiệu quả hoạt động như mục tiêu đề ra, ban lãnh đạo đơn vị đề ra một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới. Trong đó, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận ở các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nhằm khắc phục tình trạng hồ sơ tồn động. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.